nghe nhiều người đồn về chúng mày. Và tao muốn xem chúng mày có cái gì. Mày muốn đấu hả? Được thôi. Hay là bạn của Kim hả? Dạ. Cả thành phố này chỉ có 5 đứa con gái biết nhảy pháo. Và anh nghĩ Kim là người giỏi nhất. Còn em thì sao? Em biết múa lụa. Người ta có nói thật không cô? Nói cái gì con? Khu vực này sẽ bị giải tỏa và một khách sạn lớn sẽ được xây dựng ở đây. Mai cư xử rất là đàng hoàng với mình. Em không cần phải lo đâu Kim à. Sống ở đây thì tình là không có ổn. Rồi Kim tin là anh hả? Càng lúc càng khó khăn. Anh không nghĩ là chúng ta có thể thắng được nó kìa. Giải vô địch B-Boy năm nay sẽ tổ chức tại Hàn Quốc. Người ta sẽ chọn ra nhóm nhảy giỏi nhất Việt Nam đi. Đội đó giỏi hơn.